cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn là ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020, và chúng ta đang có mặt ở đây là dưới dốc cầu cầu Quay năm xưa và cũng là cầu Khánh Hội ngày nay. Theo thẳng hướng camera, chúng ta sẽ đi về quận Tư và thông qua cái cầu Khánh Hội này đi đến con đường Trịnh Minh Thế cũng như là con đường Nguyễn Tất Thành ngày nay. Và phía bên cánh phải của chúng ta đó là những cái building, những cái khách sạn. Ở đây chúng ta thấy có tòa nhà 68 tầng nè, Vitexco nè, và bên phải một tí nữa đó là rạp Majestic ngày xưa, cũng là khách sạn Majestic ngày nay. Cái rạp hát rất là lớn ở Sài Gòn. Thì ở Sài Gòn có đâu khoảng mấy chục cái rạp hát á, nhưng mà ngày nay thì chỉ còn vài rạp là còn sử dụng thôi, và trong đó có rạp Hưng Đạo ha. Nhưng mà bây giờ thành rạp Cải Lương rồi, Cải Lương Trần Hữu Trang đó. Theo thẳng hướng camera này, chúng ta theo con đường Tôn Đức Thắng đi đến hãng tàu Ba Son, rồi Đại lộ Thống Nhất cũng là đường Lê Duẩn ngày nay, đi đến Sở Thú, cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè. Và bên phải chúng ta đó là hình ảnh của công viên Bạch Đằng, công viên bến Bạch Đằng ngày xưa. Bây giờ thì rất là khác rồi nè. Sáng nay thì em dẫn nị và bạn đồng nhỏ đi ăn sáng rồi đi dạo một vòng cho khuây khỏa, nhìn ngắm khung cảnh Sài Gòn. Từ bữa giờ thì do là bị ảnh hưởng của đại dịch Covid nên thành ra không có đi đâu. Hôm nay sẵn tiện thì cho thằng Đồng nó đi vòng vòng ở cái bến sông này, rồi sẵn tiện giới thiệu các anh chị và các bạn vài hình ảnh trên tàu bến sông, cũng như gợi nhớ đến bà con những hình ảnh về khu bến Bạch Đằng mà ngày xưa các anh chị đã từng có một thời gian gắn bó với khu này. Và một lý do gì đó chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn, thì hôm nay thông qua video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các chú anh chị và các bạn. Ngày xưa, nhớ lại một ngày xưa khi mà chúng ta còn buôn bán ở cái bến tàu này. Mình nhìn bên đây đó là, bên kia đó là quận 2. Bây giờ nước ròng mà đó, nên thành ra nước cạn. Ta nhìn xa xa có những chiếc tàu chuyển xà lan cát. Ở đây thì buổi tối có những nhà hàng ở trên tàu đó, trên tàu Sài Gòn nè. Còn cao cấp hơn, sang trọng hơn thì đó là tàu Elisa, tàu gỗ ở đằng kia. Đó, khi mà nước cạn thì sẽ lòi ra những cái vàng móng của cái bến nè. Và nhìn thấy rất là xưa cổ luôn nè, mà xưa là cầu kỳ chắc chắn. Những cái cọng lục bình, cái này lục bình ha, thường sông nào thì cũng có lục bình. Nước cạn quá nên nước cũng đục. Bà con đừng có cười nha. Nhìn xa xa bên kia là quận 2, và có một cái bến đò ở đây, bến đò Thủ Thiêm đó. Nhưng mà ngày nay thì hiện đại cao cấp hơn, là chúng ta có thể đi vượt sông này mà không cần phải qua cầu gì hết, thông qua cái đường hầm, đó là đường hầm Thủ Thiêm. Ta nhìn xa xa đó là Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam, nằm ở khu Vinhome Central Park.
gần với cầu Sài Gòn đó, khu vực nguyên cái dãy này là từ khu Ba Son nó dài cho đến cầu Sài Gòn luôn đó. Khu Ba Son là giờ là khu Triệu Đô rồi đó. Đằng kia đó là tàu chở hàng. Xa xa là khung cảnh ở Việt Nam đó, khung cảnh ở Sài Gòn. Tuy đơn sơ mộc mạc nhưng mà thấm đậm tình quê hương. Nói với bà con đã từ lâu rồi chúng ta chưa có về Sài Gòn. Đây là cây điệp. Đây có anh này đi vớt cá nè. Mấy con cá nó nhảy ở dưới cái cái bờ kè này nè. Hay ha. Rồi chúng ta đi một vòng để ngắm cảnh ha. Rồi chút xíu nữa em lên tàu rồi chia sẻ các anh chị vài hình ảnh ở trên tàu. Ở đây cũng là một cái hình thức du lịch, rẻ, cũng là cái phương tiện di chuyển bằng đường sông ở Sài Gòn, hay còn gọi là water bus. Ở từ đây chúng ta có thể xuất phát từ đây đi đến Linh Đông, Thủ Đức, hoặc là Thanh Đa, hoặc là Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức luôn, hoặc là qua Bình An quận 2. Mỗi lượt đi thì có giá vé 15.000, được về 15.000, nếu mà khứ hồi thì 30.000. Thì ở đây em mua vé vé này là vé khứ hồi, lượt đi lượt về đó. Ở đây mình qua quận 2 để uống cà phê cũng được, rồi hoặc là qua Thanh Đa ăn cháo dịch cũng được. Chỉ có 15.000 thôi, thì mình đi xe buýt thì thường quá rồi. Lâu lâu mình đổi hình thức di chuyển. Thường thì cái này người ta đi du lịch không à, đi dạo ha. Chứ cũng ít ai sử dụng hình thức này để đi lại. Tại vì ở đây có một tiếng mới có một chuyến nên thành ra và đỡ mất thời gian. Người ta đi xe máy hoặc là xe bus hoặc là taxi, còn cái này đi chơi thì không cần gấp. Kìa. Không quá trời cá luôn. Ê, con cá bự kìa. Ê, gọi nó chạy rồi. Không chụp xuống. Đó con cá gì bự quá. Cá trình hả? Chậm quá. À, dính rồi. Cá trê à? Hả? Cá rô, ồ cá rô bự à. Wow. Cá rô này ngon à. À, nó lóc đi á.
Hôm qua đi đảo Trị An, đảo Công Minh ở hồ Trị An cũng có rất nhiều cá. Ở đây thì cá trên sông Sài Gòn cũng rất là nhiều luôn. Ơi, nó đi kìa. Cá sông nó ngon hơn cá nuôi. Nhìn xa xa có tàu container nè. Do ngược nắng thì mình nhìn thấy không rõ nữa. Bên quận 2 bây giờ nhìn thấy cũng rất là khác nè. Có rất nhiều building, có rất nhiều khu nhà cao cấp, nhà sang trọng, nhà 5 sao không à, nhà triệu đô không à. Hầu như quận 2 bây giờ quy hoạch hoàn toàn luôn á, không còn như ngày xưa. Rất nhiều cây cối rồi đầm lầy rồi ao hồ, bây giờ đa phần là đô thị hóa hết rồi. Rồi chúng ta tiếp tục ha, đi vào một vòng nữa rồi chúng ta sẽ tạm dừng, rồi em lên lên tàu rồi có gì chia sẻ tiếp với các anh chị và các bạn. Mùa này chắc cũng ít có cô chú anh chị nào đi về Sài Gòn lắm ha. Thì thôi chúng ta xem những video này để nhớ về Sài Gòn, một nơi mà chúng ta đã có một thời gian gắn bó nhưng mà vì lý do gì đó chúng ta chưa có dịp về. Thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại và các anh chị cô chú khác ở các tỉnh khác thì mình có thể nhìn biết được Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Ở đây ngoài cái bến sông để đi vòng vòng ở Sài Gòn thì có tàu cao tốc để đi các điểm nè, Vũng Tàu, Côn Đảo, Phan Thiết nè. Sài Gòn đi Cần Giờ, đi Vũng Tàu, Sài Gòn đi Vũng Tàu, Côn Đảo, Trần Đề, đi Côn Đảo, Phan Thiết, đi Phú Quý. Ở đây là đó, phòng vé ở khu bến Bạch Đằng này luôn nè, tàu cao tốc Bạch Đằng. Thì sắp tới cũng có một cái chuyến tàu cao tốc từ Nhà Bè, Nhà Bè đi Vũng Tàu luôn. Sài Gòn bây giờ là gần 10 giờ. Lúc nãy em mua vé 10 giờ. Mình đi một vòng chút xíu nữa rồi lên tàu. Chắc cũng sắp rồi. Nãy giờ bạn đồng nhỏ thì đang đợi ở đằng kia. Lâu rồi cũng không có đi chơi đâu. Nên hôm nay thấy trời cũng đẹp. Rồi cho đi chơi chút xíu rồi về. Chứ dạo này cũng không có dám cho con cái đi đâu xa hết á. Không dám đi chỗ đông người. Theo khuyến cáo của các cơ quan truyền thông trên thế giới cũng như trong nước. Đây là khu vực này là công trường Mê Linh. Ngày nay thì có rất nhiều khách sạn 5 sao nè. Ở đây có khách sạn Renaissance. Hôm bữa thì em có đi vô đây và review vài cái nha bà con xem trong video trước ha. Buffet khách sạn Renaissance. Buffet ở đây thì có giá khoảng 1 triệu mấy, 1 triệu 3, 1 triệu 3 một vé. Nhưng mà dạo này thì chắc có lẽ giảm giá. Mùa này thì ế lắm. Bây giờ các công ty khách sạn, nhà hàng, du lịch đồ là hầu như là giảm nhân sự rất là nhiều. Những người, những anh chị làm việc bán thời gian hay là làm việc thời vụ gì đó thì hầu như là thất nghiệp luôn đó. Còn những anh chị có hợp đồng thì
Vì dù một tuần lúc trước một tuần nghỉ một ngày nhưng mà bây giờ một tuần nghỉ 2-3 ngày luôn. À, chỉ được hưởng lương cơ bản, không có phụ cấp, không có các khoản phí, không có các khoản thưởng khác. À, rất là khó khăn trong thời buổi này. À, ở đây buổi chiều thì chúng ta có thể ra đây uống cà phê nè. Cà phê bến Bạch Đằng. Ngày ban ngày thì rất là nắng. Ngồi buổi sáng thì được, sáng sớm thì được. Chứ bây giờ nắng nóng lắm. Rồi em tạm ngừng chút xíu nha. Người ta xếp hàng để đi lên tàu nè. À, ba đồng nhỏ nè. Ừ. Xin chào đi. Nó lớn lên. À, đeo khẩu trang khó nghèo quá. Ngồi kỳ vậy. Đâu ngồi kiểu kỳ vậy. Cửa lên 30 hình nè. À, ngồi kiểu hai lúa. À, bây giờ ta qua cái chỗ xót vé. À, ba vé này. À, cầu phao nổi nè. Tàu này có sức chứa khoảng mấy chục người á. À, rất là an toàn. À, đúng 10 giờ là tàu chạy nè. Ghế là 3 người. À, có mấy chục hàng rồi. Rồi đồng ngồi ngoài đi, ngồi ngoài để coi dễ. À, đồng này rất là mát, có máy lạnh nữa nè, đó đã chưa. Đá không đồng? Đá không? Trông chờ biết bao lâu. Nôn quá. Đồng có gì á? Đồng có gì á? Xong. Hả? Rồi bờ xong. À, có bờ xong hả? Chạy chưa? Tàu bị chạy chưa? À, ở đây có tổng cộng 12 bến nè. À, thứ nhất là bến Bạch Đằng nè. Bến Bạch Đằng đi Sài Gòn Pier nè, đi Bình An nè, đi Tân Cảng nè, đi Thảo Điền nè, đi Tầm Du nè, Thanh Đa nè, Bình Triệu nè, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Trường Thọ, là Thủ Đức ha. Trước này mình đi tới Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trạm luôn. Đó. 15.000 đáng đồng tiền luôn. À, quá là đông á, rất là đông du khách đi. Hầu như này là người ta đi tham quan đi chơi nè, chứ hết ai đi sử dụng cho việc sinh hoạt.
đây là cây cầu Thủ Thiêm nè, đang bắt qua tới ở giữa nè, tới giữa nhịp và chuẩn bị hợp long rồi. Cầu này cũng rất là hoành tráng nè. Ồ, cái này cái gì đây? Cầu, người ta chuẩn bị xây cầu đó. Cầu lên đâu? Cầu đi bộ hay là cầu cầu Thủ Thiêm á. Cầu cầu này đi từ quận 2 cho đến bến Ba Son, ngày xưa hãng tàu Ba Son đến khu nhà Triệu Đô đó. Bên quận 2 nhìn thấy còn có những cái bạt dừa nước, cái bụi dừa nước. Có gì ban đồng mà nước hả? Ồ, nước bọt nữa hả? Đâu chỉ ba cái gì hả? Ờ vậy hả? Chưa. Ta đi tới Thủ Đức. Rồi sau một vòng chúng ta đi qua các bến, bến Linh Đông rồi bến Bình An rồi bến quận Thủ Đức. Bây giờ chúng ta lên quay trở lại bến Bạch Đằng. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Em mới đưa cho anh cầm mà. Này một số hình ảnh ở bến Bạch Đằng vào cái chuyến bến xong gửi cho anh chị và các bạn để có dịp chúng ta đến Sài Gòn và có đi đâu ra Thủ Đức hoặc là Thanh Đa để chơi hoặc là đi đâu đó thì mình cũng có cái phương tiện để tham khảo và hoặc là mình có thể đi du lịch, đi chơi ở Vũng Tàu hay gì đó, Cần Giờ gì đó thì ở đây cũng có một phương tiện ngoài phương tiện đường bộ ha. Rồi, đã bao giờ chung nhé. Giờ nó chưa, rửa tay lại nè. Thôi, rửa tay. À, giờ đi đâu cũng thấy cái chai khử trùng này hết nè. Rồi, bấm thuốc, bấm thuốc. Nhìn cái tay hứng. Nè, hứng. Cô đang dùng cái bịch nước trong đây. Mẹ gì vậy? Rồi. Rồi ông tạm biệt bà cô chú đi đồng. Tạm biệt. Các bạn tạm biệt cô chú. Hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tới giờ về ăn cơm rồi. Bye bye, bye anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.